Rồi. Nên bày hai đực hai cái quá đẹp luôn nha anh em. Hàng này đầu cổ học hai cặp đẹp luôn. Nhìn ổ luôn nè, anh cho ra đi không? Đực nè. Đây, mình làm đực trước nha. Đực số 1 nha. Đây. Mặn màu chân rất là đẹp. Đực số 2 nha, hai đực. Đấy đó. Chào mọi người, cái về nhà mới nè rồi. Anh nào kết em nào thì báo em ha. Rồi bỏ vô. Dạ. Cặp cái ra. Cái số 1 luôn nè. Quá đẹp luôn. Nhìn mặt mày nè, thấy chưa? Rồi, thả ra để đó đi. Cho cái số 2 ra cái nữa. Cái số 2 thì mặt nó không có bậm trợ hơn, nhưng mà nó cái nét nó gãy gãy lắm đó. Cái số 2 luôn. Rồi, ôm lên luôn. Lông ngắn ngủn nè. Lông ngắn ngủn sắc lẻm luôn. Thấy chưa? Rồi. Chụp. Xong chưa? Rồi. Thấy chưa?